Liên quan đến sự cố môi trường gây tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa yêu cầu Tổng cục Môi trường thành lập đoàn công tác do Cục Kiểm soát ô nhiễm chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị có liên quan để cùng tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế và đề xuất các giải pháp xử lý. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đây là sự cố môi trường rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của nhân dân dọc sông Bưởi và vùng hạ lưu. Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xác định rõ nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, mức độ ô nhiễm và có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi, đồng thời có biện pháp xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình để làm cơ sở yêu cầu đền bù thiệt hại về kinh tế cho nhân dân. Trước đó, vào ngày 4 tháng 5 năm 2016, trên sông Bưởi, đoạn giáp xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, chảy xuôi về địa bàn xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, có hiện tượng nước sông đổi màu đen lục, sủi bọt, mùi hôi và xuất hiện dấu hiệu cá tự nhiên trên sông chết hàng loạt. Tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2016, tổng số lượng cá lồng bị chết là trên 17 tấn. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình đã thừa nhận việc xả nước thải sản xuất chưa qua xử lý của nhà máy ra sông Bưởi trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2016 đến ngày 25 tháng 4 năm 2016 với lưu lượng khoảng 250 m³ đến 300 m³ một ngày.